Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa 12 diễn ra hôm ngày 3 tháng 10, 100% đại biểu đồng thuận giới thiệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước thay thế cho ông Trần Đại Quang vừa đột ngột qua đời. Sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng khẳng định với báo chí rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đảng giới thiệu ứng cử chức Chủ tịch nước là đúng theo quy định của hiến pháp cũng như nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Nhà báo Đoàn Bảo Châu chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình rằng anh hoàn toàn ủng hộ sự nhất thể hóa này, anh nhấn mạnh trong bài viết của mình. Tôi ủng hộ nhất thể hóa bởi sự thay đổi này có ý nghĩa sẽ bớt đi được một vị trí to đùng, hữu danh vô thực. Cứ tưởng tượng mà xem, để đi cùng với một chức danh như vậy thì cả một bộ máy phục vụ riêng Chủ tịch nước sẽ đi theo. Chi phí sẽ đội lên biết bao nhiêu mà đất nước thì đang nghèo. Nợ công tăng vù vù, sự tiết kiệm là điều cần thiết. Trong quan hệ ngoại giao với các nước, các thủ tục cũng bớt rườm rà. Kế hoạch viếng thăm, bàn bạc và ký kết việc gì đấy được lập ra cũng mạch lạc, hiệu quả hơn. Một số người dân mà đã cho tự do tiếp xúc cũng có cùng quan điểm như vậy. Họ đồng ý và ủng hộ hoàn toàn vì cho rằng với việc sáp nhập hai chức vụ như vậy thì việc tập trung quyền lực sẽ được thống nhất hơn. Ông Vũ Tùng, một người dân hiện đang sống tại Hà Nội cho đã cho tự do biết. Tôi thấy là đây là một cái phù hợp với cái tình hình hiện nay, tập trung vào đồng chí Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước là một cái tập trung được quyền lực chỉ đạo được thống nhất hơn. Tôi thấy đây là một cái việc rất là nên làm. Và cũng có nhiều có suy nghĩ, có cái hiện nay có cái suy nghĩ tập trung quyền lực thế thì có thể là vào cái chỗ có thể dẫn đến cái chỗ độc quyền không. Nhưng mà tôi nghĩ điều đó không lo. Vì đảng ta lãnh đạo là tập thể lãnh đạo chứ không phải tập trung quyền lực của một người. Mà đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Tổng Bí thư là Chủ tịch nước thì thực hiện những nghị quyết chung của đảng. Vâng, chứ không phải là nghị quyết của đồng chí đưa ra thì không có cái chuyện là độc quyền được. Thì tôi nghĩ tôi thấy yên tâm về vấn đề này. Vâng. Một người dân khác là ông Trần Đình Thành cũng có ý kiến cho rằng ông hoàn toàn đồng ý về điều này. Cái đấy riêng cá nhân tôi thì tôi hoàn toàn nhất trí và nhất trí cao là cái hợp nhất này là nó cũng theo về cái tình hình chung hiện nay của thế giới, nhất là Trung Quốc. Đấy, hai nữa là để vấn đề ngoại giao thì ta thấy là nó rất là đồng bộ mà rất phù hợp với cái hiện tại của đất nước. Một số nhà báo mà đã cho tự do tiếp xúc cho rằng nếu theo hiến pháp thì việc Tổng Bí thư ứng cử chức Chủ tịch nước hoàn toàn đúng, nhưng về nguyện vọng của người dân thì cần phải được xem xét lại. Nhà báo Trương Duy Nhất, chủ trang Một Góc Nhìn Khác khẳng định. Cái đấy thì thực sự nó nói đúng về hiến pháp thì đúng là đúng thật, bởi vì khi cái nguyên tắc mà bầu Chủ tịch nước á, tức là đại biểu Quốc hội được giới thiệu ứng cử ra thì coi như là anh thể trở thành ứng viên. Bộ bên đảng người ta giới thiệu một nhân vật ra để ứng viên, mà miễn người đó là đại biểu Quốc hội thì tôi đó họ đủ quyền để ứng cử viên Chủ tịch nước. Tôi cho rằng không có sai. Nhưng mà còn chỉ có cái mà nói nó hợp lòng dân không thì cái khái niệm dân ở đây như thế nào tôi nói, bởi vì nếu hợp lòng dân thì thực sự là phải trưng cầu dân ý. Nhưng mà đây không có trưng cầu dân ý, như chỉ có nói trong nội bộ đảng nói, cũng có vài ông nói, ngay cả tôi nói trong nội bộ đảng nói thế chứ bỏ phi thì chắc gì đã 100%, chắc gì đã tất cả các đảng viên thì người ta đều thuận, chứ đừng có nói là ý dân ở đây với lòng dân đó. Nhà báo Võ Văn Tạo chia sẻ rằng ông chưa biết rõ trong hiến pháp có quy định rõ điều luật đó hay không, nên không có nhận định được điều đó đúng hay sai. Nhưng phù hợp với nguyện vọng của người dân thì ông phản đối mạnh mẽ. Ông cho biết. Tôi cực lực phản đối cái đó là không có đúng một tí nào hết. Không có cơ sở nào để nói cái đó cả, bởi vì anh muốn nói cái đó thì ít nhất dù là hình thức giả dối chẳng nữa thì cũng phải có những thăm dò xã hội hoặc trưng cầu dân ý gì đó để nó có cái kết quả công bố nó ra. Bây giờ chả làm cái động tác đó thì chả tự nhiên khơi khơi cái nhân dân như vậy. Đồng quan điểm với nhà báo Võ Văn Tạo, nhà hoạt động Lã Việt Dũng, thành viên của nhóm Nô Du từ Hà Nội cho rằng anh hoàn toàn không đồng ý với điều đó. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái tuyên bố hàm hồ của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bởi vì họ bảo là đấy là sự gọi là đồng thuận của người dân và cử tri. Rất nhiều người không đồng ý. Ngay trong nhà tôi thì khi mà nói chuyện thì mọi người đều bảo sao ông trọng ông với tham thế. Đã làm Tổng Bí thư rồi còn làm Chủ tịch nước nữa. Tôi chưa thấy rằng là một cái đất nước nào mà nếu mà có dân chủ mà lại có một người được bầu 100% cả. Dù là tiên là Phật là thánh sống nữa thì cũng cái tỷ lệ cũng không thể nào 100% được, mà 100% nó chỉ xảy ra ở những nước độc tài.
Và như thế là rất là đáng buồn cho cái sự dân chủ hóa của đất nước. Ngoài những ý kiến đồng thuận và không đồng thuận của các nhà báo, giới hoạt động và một số người dân, còn có một số ý kiến khác cho rằng họ không biết gì về chính trị, cũng như những người đứng đầu nhà nước như thế nào, nên ai sao thì họ làm như vậy. Một thanh niên trẻ từ Sài Gòn giấu tên chia sẻ. Cái đó mình chính trị mình không có biết, nhưng mà thoải mái cho người dân, để cho người dân kiếm tiền là được rồi. Người dân dân giàu nước mới mạnh được, dân không giàu thì nước mạnh. Vậy thôi. Rồi ví dụ như mà ông nắm quyền nhiều quá thì dân người ta lên người ta phản động thôi, đó là chuyện bình thường. Nếu mà ông làm gì đó sai. Một người dân bán hàng nước tại khu vực quận 3 chia sẻ rằng bà không biết người được bầu là ai và bà theo đám đông. Thì giờ người ta sao cô vậy chứ, người ta đồng tình không tình đâu biết, đâu biết được. Cô đâu biết ông ấy như thế nào đâu mà cô. cứ đồng tình đi rồi, cho cháu lên cũng làm đi rồi. Quay đâu, chứ cô đâu có biết. Cô cũng đâu rành đâu, giờ mình làm dân với mình làm đâu có biết mấy ông ấy sao đâu mà. Cứ người ta sao mình vậy rồi. Dù có những ý kiến khác nhau về việc bí thư kiêm chủ tịch nước, nhưng tất cả đều có chung ý kiến rằng họ mong chờ kết quả thực sự từ việc làm của nhà lãnh đạo sắp tới hơn cả.